Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Hante muốn review cho các bạn xem về một cái nhân vật thuộc dòng Heroic ha. Con này thì mình cũng hơi thích nó nè các bạn ơi. Mỗi khi vuốt ve chú ấy thì y như rằng có một cái luồng sáng màu tím phát ra, nhìn rất là hầm hố và sang chảnh luôn các bạn à. Quá đẹp luôn. Và bây giờ con này thì nó có ba chiêu ha. Đây rồi, và bây giờ thì mình sẽ mang cái bé yêu này ra đại chiến cho các bạn xem nha. Kèm theo đó thì mình sẽ mang thêm thành viên khủng long băng ha các bạn. À, thêm một cái nhân vật huyền thoại nữa đi, đó chính là thần đen. Ba em này đều có một cái màu tím lẹm luôn, nhìn rất là hấp dẫn nè. Action! Và bây giờ mời các bạn hướng mắt về sân khấu nè. Anh em chúng ta sẽ xem thử cái đội hình mình sẽ đối diện sẽ là ai đây. Khủng long băng giá đang đại chiến với một chiến binh Ratchun. Em này thì đang 50 sao vàng lấp lánh và lượng sát thương người ra cũng khá là hộ bảo trường mẫu giáo đây. Nhưng mà nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thành viên này luôn với tuyệt chiêu xoắn. Wow, vẫn chưa đủ điểm để hạ. Rồi, hôm nay mình sẽ xài tới cái tuyệt chiêu đó là mặt trăng. Đây, không biết các bạn thấy cái bé này như thế nào nhưng mà với HNT thì hơi bị tuyệt vời ha. Một pha xử lý nhẹ nữa nè. À, phun ra một cái chất gì đó, giống là một cái khí gì đó, nó màu tím ha các bạn. Tạo một nguồn sát thương kinh khủng. Dứt điểm thành công, hai thành viên tem bạn đã phải ngã xuống rồi. Và bây giờ anh em chúng ta đang đến với thành viên thứ ba. Wow, 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Nhưng mà chỉ với một chiêu thôi là anh em chúng ta đã hạ gục được đối phương rồi. Victory. Wow, quá đỉnh luôn nè. À, và anh em ơi, anh em chúng ta sẽ ra ngoài coi cái cuộc đua Heroic mình đã leo tới đâu rồi ha. Mình hiện tại đang nằm ở lớp 6 luôn. Và anh em mình sẽ cố gắng lấy cái con Heroic mới này về review cho anh em xem nha. Đây, 3, 13/29 các bạn ạ. Và bây giờ anh em mình lại đến với cái khu vực list ha. Ở cái khu vực này thì mình rất là thích đại chiến trong đây luôn. Trong đây anh em chúng ta thỏa sức chọn những cái con rồng mà mình thích ha. Wow, và ở video tiếp theo thì anh em nào muốn mình review về con rồng nào thì hãy comment trực tiếp vào bên dưới video này luôn nha mọi người. Đây, và ai mà chưa đăng ký kênh HNT thì nhớ cho mình một subscribe nha. Đừng quên mở thông báo kênh lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ đều nhận được thông báo nha. Và vào lúc 11 giờ trưa và 11 giờ 30 phút là hai cái khoảng thời gian mà mình sẽ ra hai tập nha. Và buổi chiều thì chúng ta sẽ có là 5 giờ với 5 giờ 30 phút buổi chiều nha các bạn. Sẽ có hai tập nựa, một ngày chúng ta sẽ có tập khoảng 4 tập về tựa game Dragon City thành phố rồng. Và trong đó thì buổi tối đi ha, tầm khoảng 7 giờ thì chúng ta sẽ có một buổi livestream về Dragon City luôn. 8 giờ thì HNT sẽ có live về Liên Quân. Anh em nào có chơi Liên Quân thì có thể vào chơi với mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nè. Victory, một pha thể hiện quá tuyệt vời. Và bây giờ đây là nhân vật cuối các bạn ơi. Ở khu vực này nè, mình chỉ đại chiến được có 3 hiệp thôi. Và mình sẽ phải ra ngoài khu vực khác ha. Ra ngoài khu vực khác ra gẹo chọc tiếp. Và đây là nhân vật thần đen, trông gọi là Aladdin và cây đèn thần các bạn ơi. Một màu tím thể hiện sức mạnh ngọn lửa thần nằm trên tay. Wow, mỗi khi chú ấy tung chiêu thì có một cái cục lửa lao ra tạo một cái sát thương ghê gớm. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với nhân vật này đi. Con này là nhân vật chính ngày hôm nay nha các bạn. Một pha phun lửa nhẹ ha. Lửa này lửa màu tím chứ không phải là lửa thường đâu ha. Đây, nhìn hiệu ứng rất là đẹp luôn. Wow, phá được cái bộ giáp rồi các bạn ơi. Bây giờ thì anh em mình sẽ nhờ tên khủng long đi ha. Cho khủng long băng đại chiến với Titan băng luôn. Hai con hệ băng gặp nhau nè. Wow, tem bạn vẫn rất ngoan cường. Tem mình thì cũng không có chịu thua kém đâu. Victory. Ok, sau đây thì anh em mình lại tiếp tục ra thu hoạch sức ăn. Ui cha, được hai cái búp luôn anh em ơi. Để mình vào xem coi được bao nhiêu rồi nè. 15/29 nè. Tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ đến với một cái chỗ nữa. À, một cái chỗ mà được rất là nhiều bạn yêu thích luôn. Ở khu vực này thì anh em mình sẽ có hai em thuộc dòng Heroic. Ơ, ba con đều là Heroic cả chứ. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là hai anh ta sẽ review cho các bạn xem về ông đẹp ông bự ha. Nhân vật này thì cũng bình thường thôi. Wow, hai em này thuộc dòng Heroic và một con Legendary. Nhưng mà mình để kiếm đội hình khác coi nè. Kiếm đội hình nào cho nó đẹp đẹp. Ui, cho level 70 cơ. Ây,
Gặp phải level 70 thì anh em mình cũng phải mang hàng khủng ra mới chiến nổi chứ hả? Action! Đây rồi anh em ơi, tuyệt chiêu World Fist đầu tiên mới vào, lượng sát thương mình đang được tăng gấp đôi luôn. Và tên bạn thì cũng không phải dạng vừa. Một hit của chú ấy lấy đi 70 mấy ngàn máu của mình. Pha này mình vẫn cố gắng với bé trâu mũi khoan. Một nhân vật hầm hố và tên tuổi đã được vang vọng khắp nơi. Wow, lượng sát thương siêu to khổng lồ đến từ thành viên Vidrago. Liên quan kích của chú ấy giống như là Triệu Vân trong Lương Quân vậy các bạn ơi, sức sát thương khá cao luôn. Ui cha, lượng máu của bé này lên tới 34 các bạn, 347.464 giọt. Tiếp theo thì mình sẽ nhờ đến cái bé yêu này đi ha. Tên bạn em này cũng level 60 và 4 ngôi sao vàng lấp lánh. Sức mạnh thì các bạn biết rồi đó, mấy con này ghê gớm lắm cơ. Dấu ấn rồng xanh tiếp tục được thi triển, mang tên bạn về vùng bình yên. Và đây sẽ là nhân vật tuyệt chiêu điện và hệ lửa nữa, hiệu ứng rất đẹp. Wow, 102.000. Và bây giờ để mình thử xem cái lượng sát thương đang được đam đây sẽ lên được bao nhiêu nha. 195 các bạn ơi, một sát thương gọi là một lượng sát thương rất cao. Wow, và bây giờ anh em mình sẽ đến với cái đội hình. Ui cha cha, hai bạn này đều có cái skin cả nè. Ngon lành. Và tên bạn thì nằm ở cái mức gọi là level 40, 42, 45. Anh em mình cũng phải mang những cái con gọi là tầm cỡ đó ra chiến cho nó vui ha. Chứ mình mang mấy con mà hổ báo quá là tên bạn nó quýnh không lại đâu. Rồi, mời các bạn hướng mắt về sân khấu, anh em chúng ta tiếp tục mang những thành viên. Lần này sẽ là một em Legend, hai em Heroic. Khu vực này thì tên bạn nó đang có 4 ngôi sao vàng lấp lánh. Căng ghê chúa. Wow, 50.000 các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ xài tới cái bé sao này nha. Emery, ui cha, bé rồng lửa. Thú vị đây. Wow, lần này thì mình sẽ xài tuyệt chiêu chắc có lẽ là nhờ tới bé trâu đi ha. Hai con này yếu máu hết trơn rồi. Rất dễ bị lên đường. Anh em chúng ta sơ sẩy là xây sở không kịp liền. Wow, và đây là nhân vật bé rồng đá với skin cực VIP. Pha lăn tròn nhẹ nhưng mà lượng sát thương gây ra không đáng kể lắm ha. Wow, 109.000. Ôi cha cha, tuyệt vời. Rồi, ui cho level 68, 2 cấp nữa là sẽ lên 70 nha mọi người. Thôi ơi, thành viên siêu VIP kia. Đây, anh em mình sẽ mang cái bé rồng đá luôn nè. Mình cũng có con rồng đá chứ hả. Mời các bạn, chúng ta sẽ xem thử coi anh em mình làm được điều gì ở đây nào. Wow, với thành viên Heroic các bạn ơi, một sao và level 40. Bạn ấy lao thẳng đến mình như một vị thần luôn. Rồi, tuyệt chiêu đến từ thành viên rồng đá đi ha. How to hit. Thôi ôi, hiệu ứng rồi, dòng xoáy các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì run spawn xem. AB SS, rồi. U cha 5 sao. Và đây là một nhân vật ghê gớm, mình sẽ nhờ dấu ấn rồng xanh xem. Đây rồi, 96.000. Tên bạn thì quýnh mình tầm khoảng 6 mấy thôi. 98 luôn. Ghê chưa. Pha này thì anh em mình sẽ chạy vào nha các bạn. Nhờ cái con bé trâu đi ha. Trận đấu này phải nói khá gắt luôn. Tên mình bị quánh gọi là bầm dập hết rồi. Trời ơi, các bạn thấy lượng máu của mình bị dưới nửa cây hết trơn luôn ấy. Đây là em thuộc dòng Heroic nha mọi người. Pha khèo nhẹ đến từ bé trâu nữa nào. Wow, lụm chen. Và các bạn ơi, ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì đừng quên nha. Nhớ bấm vào cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên.
để có nhiều bạn comment đó là anh ơi sao mà anh ra video em không có nhận được thông báo ấy, là do các bạn chưa mở thông báo hình cái chuông rung rung lên ấy các bạn. Đây rồi. Và anh em nào mà chưa biết cách chơi sự kiện cuộc đua Heroic hay là những cái sự kiện của tựa game Dragon City và cách lai rồng luôn, các bạn có thể truy cập vào trang web hntchannel.com nha. Link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video luôn. Trong cái một bài viết ha, HNT có chia sẻ rất là nhiệt tình cho anh em cách để có thể lai rồng và cách để chơi cuộc đua luôn. Rồi, anh em nào mà có ý kiến gì hay là các bạn có thể comment trực tiếp luôn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngó sơ coi. Thôi ôi, một mình em này nãy giờ gõ được hai thành viên luôn à. Bây giờ mình sẽ cho cái con rồng đá ra đi. Pha lăng tròn nhẹ, nhìn cái con này thì khá là cứng cáp ha mọi người, với một cái bộ giáp gọi là tuyệt vời ông mặt trời. What? Cái gì ghê vậy? Thôi ôi, con rồng đá tên bạn lao ra chỉ một hit thôi các bạn ơi, nó hút luôn nhân vật của mình. Ghê thiệt. Wow, và bây giờ anh em mình sẽ ra làm nhiệm vụ nhẹ cái nha. Lần này coi được cái búp nào không? Hình như là không luôn. Rồi, anh em mình lại đến với khu vực arena nha. Lần này chắc phải thay đổi một chút xíu rồi. Nhân vật khủng long băng. Oh, thành viên này thì wow, khá đẹp. Kiếm đội hình mới đi ha các bạn ơi. Ui, cho đội hình này cũng chưa phải hổ báo lắm. Wow. Rồi, dứt điểm luôn nha. Wow, Wazudo. Nhân vật tên ra Wazudo các bạn ơi. Pha khều nhẹ ăn cái nè. Trời ơi, khều có cái nhẹ thôi thử. Chắc có lẽ là mình cho con khủng long băng ra quýnh đi cho nó vừa vừa tầm đi ha. Mình gọi là mình quýnh như vậy nó căng quá. Ở bé trâu chứ hả. Rồi, sau đây sẽ là khủng long băng đi. Ủa, cho 50 mấy ngàn một hit. 50 mấy, con này nó có 61 ngàn. Rồi, chơi luôn. Ui, chạy vô được rồi anh em ơi. Và đây sẽ là lượng sát thương siêu khủng đến từ bé trâu mũi khoan. 112 ngàn. Sát hero. Rồi ok, chắc có lẽ là anh em mình dứt điểm được rồi ha. Lẫm tiên. Victory. Wow, nhân vật tiếp theo thì khá là ghê gớm luôn các bạn ơi, level 70. Wow, hai con luôn. Ghê thiệt. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra thu hoạch nhẹ cái. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký nha. Rồi, video này thì cũng khá là dài rồi. Và tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.